Kính chào các thầy Nhưng mà cô chắc chắn mẹ cùng không các thích bậc phụ huynh. cái gì mà Cô Nhi hướng dẫn dưới các con đâu nấu là phòng hàm dưỡng văn hóa canh rong biển. Các con yêu thích, hôm là nay người ba người yêu thích, nó ra một nồi canh của cô, ba mươi mấy cộng tuổi hay thêm là ba bốn mươi nồi mấy các tuổi con là hay là bốn người nồi sáu các bảy con mươi ha. tuổi Cô tranh thủ cô làm sáu để ngày bảy mươi mai tuổi chủ nhật các con có có thể thời người gian sáu bảy mươi làm, tuổi này có khả dâng năng lên là cho người cha đâu, mẹ ăn thưởng thức ha con ha. người ba mươi mấy Cái tuổi này hay là người cô bốn bóc mươi con mấy nhúm tuổi, ít hả, mà nó nở ra một chén đó con. Cô đã cắt sợi sợi hai ba phân rồi nè. cho nên học lực Cái này văn là hóa ngò sau nó có nhà nghĩa của là cô có trồng, nói thơm họ có lắm. văn hóa, Cô bỏ về nó một có nghĩa bên. là họ hiểu được Mấy cách tay làm nướng. nấm, một Tôi tưởng khuôn điều đậu đó hũ, với một các bạn trái cà nhỏ, chua lớn, tôi nếu đã mà nói trái với những nhỏ bạn làm đó hai có trái văn nha hóa con. hay không, Hành, chút lập tức bảo là có. Tôi hành hỏi bất hiếu phi, với cha mẹ thì có một văn hóa muỗng hay không, muối, chút liền nói nửa không có. muỗng Tôi nói tốt muối nghiệp nêm đại thôi, học các con mà bỏ bất một hiếu muỗng với cũng cha được, tại mẹ vì cô có ăn văn ít hóa hay nêm không, thôi, chút xíu tiêu, chúng không thể trả một lời muỗng được. nước mắm. Tôi Bây giờ biết tôi xem kém cô cỏi, làm ha, dễ còn hơn dễ nữa đó. cho nên Các nhắn con tin nhìn nè, cô nhìn có là 10 biết rồi sao. đúng không con? Hay là có những Chứ cái đại loại học gì nó ngon mình hàm bỏ dưỡng vào bao cũng được. la văn hóa. Cô chuẩn bị cái nồi nè, Người cái hiện nồi có đại nắp cho nó mau thẳng sôi. thắn mà nói đúng, Thường thường mấy cái nếu nồi như gang bạn là quay nấu ngược lúc nào về cũng hai nhanh trăm năm sôi. trước, Cô có mấy nếu cái bạn nồi này không cực làm kỳ như nhanh vậy, luôn á. bạn sẽ bị người Cái ta tô nước lừa, này là người ta cảm 80 thấy bạn không có ml, trí huệ. là gần 1 lít luôn đó con, tại tô này nó đầy. Bởi vì khi khi bạn cần Mình nước nấu ra là ăn thành một ngon, tô bạn rưỡi đã luôn đó đưa con. cho đứa con trước, bạn đã làm cho đứa trẻ Nhanh sôi một lắm. lần sai lầm. Muỗng muối, Chúng sẽ một ghi muỗng danh lưng ai là muối người nêm, quan các con bỏ trọng nhất. muỗng đầy cũng được. Ta là người Muối, quan trọng nhất, nêm, bạn đang tiêu, nuôi nấng lòng tự tư của nước chúng ta. mắm. Thế nhưng Xong. anh kẹo sô cô la này, nếu như ban đến cho ông bạn Các con đổ cái này thì cái nhóm bên ào cạnh vào sẽ luôn. thấy Cái ông hành này bạn bỏ mỉm sau cười rất cùng đi. tươi. Chúng sẽ rất Cái cảm hành động lá này bỏ sau cho nó bạn đã thơm. đồng cho chúng cái đạo Hành lý lá và này. hành phi mình bỏ sau hết con ha. Còn cái này mình đổ cái ào vào luôn nè, coi cô nè. Cho nên từ ngay nơi Dễ không xứ con? thiên này, chúng ta cũng cố Đổ gắng cái bình ào lặng suy vào xét. luôn. Xong Nếu xuôi. như chúng ta tự tư nhiều thì không phải là con cháu của Diêm Hoàng rồi. Tự tư nhiều là nhận lấy ảnh hưởng của Đậy chủ nắp nghĩa cũng được, tư không đậy cũng được. Đậy nắp bản, thì mở chủ lửa nghĩa công nhỏ, đỡ lợi. hao điện. Không đậy nắp thì mở lửa lớn, cũng như nhau. Cái gì bằng hữu, Như hiện hạ lửa tại xuống người một bị ảnh chút. hưởng chủ Khi nghĩa nó công sôi lợi lên là thì hạ nhiều lửa phải xuống một chút. Cỡ khoảng 4 phút thôi, cái 4-5 số phút lượng thôi. này dẫn Thấy thành cái bếp công này nó lớn mau sôi tắt lửa. khủng khiếp. Cái gì bằng hữu, có nên Cô tiếp hạ tục xuống vào số như thế 7. không? Còn cái Nếu này như chút tiếp nữa tục mình lặt tăng mình thêm, bỏ lên tô những thôi, diễn biến nên này sẽ dẫn đến ngò như rí thế nó nào? thơm lắm. Tiếp tục mà nó có thể dừng lại không? Chắc Không cô thể Nhi phải nào. đổ ra hai tô Cho này nên lần phải nữa dẫn không. hết tất cả từ chỗ Hai này, tay lưng. bắt đầu những cái từ năng Cô chờ tư nó tưởng sôi của con xong người. rồi cô bỏ hành phi và hành lá vào là xong. Chúng ta thường hay nói chiến tranh có thể không làm, ăn Rồi, sáng vẫn 5 phải phút làm. mà nó sôi bùng lên rồi nè cô. Nếu Nó bạn sôi bùng chuẩn rồi, bị cô Nhi bỏ hành vào, về để sẵn cái bỏ bát hành tay, và lập hành tức tiếp phi tục ức, thức ăn hành của lá, bạn. hành phi vào. Cô tắt luôn. Khi người tiếng của chú xem thấy, trong lòng khởi lên nghi hoặc. Nhanh không cơ? Đứa nhỏ này vì Mình sao làm đứng trước sẵn mặt rồi, mình bỏ mình nấu cứ chừng tưởng vài cũng phút không à. có gì. Bây giờ cô múc ra hai tô. Hai Kết tô quả đứa lưng nhỏ đó. này đi đến người tiếng của nó. Cha mẹ của con có phải là mua bảo hiểm rồi phải không? Người tiếng của chú nghe xong rất cảnh giác, lập tức báo cảnh sát xử lý. Kết quả điều tra đích thực, chính tay chú ấy giết chết cha mẹ của mình. Vì sao vậy? Phí bảo hiểm đó chỉ có 10.000 nhân dân tệ, không nhiều. Giết chết đi hai mạng người, mà đây không phải là sinh mạng bình Rồi thường, hai tay lưng là lưng nhìn chính hấp cha dẫn mẹ của quá. chú ấy. Bởi vì sao nó muốn lấy phí bảo hiểm? Bởi vì muốn đi mua một chiếc điện thoại. Cái gì bằng hữu, sức mạnh của chúng ta có mạnh Mình bỏ mấy miếng đậu hũ ở trên mặt rất cho nó mạnh, đẹp. khiến Lúc cho nào mình trưng bày mình cũng tâm trưng bày trí cho nó đẹp hết con ha. mê Múc hai muội. tô qua cho nó đều. Cho nên chúng ta dạy con cái là dạy thêm lớn dục vọng của chúng, hay là thêm lớn đức hạnh của chúng đấy. Hai tô này là gia Điều đình mình đó ăn khác đủ xa rồi con. nhau rất nhiều. Bỏ mấy cọng ngò lên cho nó đẹp Nếu luôn như đi. bạn dạy bảo đứa Ngày bé mai bên tím nấu nè.
với ba bạn nữa. Là vậy Cô chứ Nhi chúng mới dung ghi được cái tên lúc ở nào trong đó mà giờ dung ở đây được quên giống một rồi. bổn phận. Minh Tiến thường báo cáo cho Nếu nên dung nhớ. Mai mốt các đi con học báo cáo thường xuyên là nha. một loại trách Để nhiệm thầy của cô nhớ cái tên của con chúng luôn. đi học thì không làm cho cha mẹ Lớp của cảm tuổi giác rồi, lo lắng, dễ bị sẽ quên đó làm các ảnh con. hưởng lớn đến hạnh của chúng. Nếu Các con những thấy là ước cô chung làm của hai chúng tô rồi nè. Cô chứng Nhi tỏ nhớ là rồi, cha mẹ ở Hải Lâm cha mẹ ở và bên con ngôi trường Bảo, đó bên Minh một quần Tiến áo hàng hiệu. là ngày mai đến cuối tuần Cha này mẹ là ở nấu canh rong sân biển thượng nha luôn. con. Bởi vì sân Còn thượng Linh Chi muốn cơm tôi nói sushi. bởi vì con thi đậu cấp 2 Rồi rồi. Thủy Quang nè, Cha Thủy mẹ và Quang đã cơm tiết kiệm rang. được rất nhiều tiền Chờ cơm dư rồi cô rang hết con ha. bởi vì Cô Nhi nghỉ con tuần thi đậu tới lên đi. cấp 2, Bây giờ chúc cho các nên cha con nấu mẹ canh rong không biển mát cần cho cha phải mẹ thường ăn xuyên mùa mua bánh hè cha oi mẹ bức. cho con. Rồi coi như Cho chào các nên con, con nhớ cảm làm ơn nha con các rất con. có công lao. Nhớ Nhưng gửi cha bài tập mẹ đã lên tốn lớp rất nhiều tiền, cho cho nên thầy cha cô mẹ phải đền xem, đáp thầy cho cô con. sẽ vui.